1984, bộ truyện được nhanh chóng nằm trong top manga được yêu thích nhất trên toàn thế giới. Sau đó, nó còn được chuyển thể thành phim hoạt hình, phim điện ảnh và trò chơi điện tử. Nhắc đến tuổi thơ của trẻ em trên toàn thế giới nói chung và tuổi thơ của trẻ em Việt Nam nói riêng, không ai không biết đến tên Bảy Viên Ngọc Rồng. Nhưng rất tiếc, vào hôm ngày 1 tháng 3 năm 2024, tác giả bộ truyện này đã qua đời ở tuổi 69. Và ít ai biết được, chính họa sĩ Akira cũng là một người có tuổi thơ nghèo khó, xem truyện tranh để qua cơn đói. Thời bé, gia đình của tác giả không đủ ăn. Và trong những lúc bị cơn đói dày vò, tác giả lại cầm bút ra để vẽ. Và tác giả Akira cũng chính là hình tượng nguồn động lực lớn, là kim chỉ nam cho tác giả của hai bộ truyện tranh lớn là Naruto và One Piece. Tác giả Akira có đời tư khá kín tiếng, ông tự nhận mình bản thân không giỏi giao tiếp và rất thẹn thùng. Đến tang lễ cũng được gia đình tổ chức riêng tư. Trước sự ra đi của họa sĩ Akira, tài tử Thành Long cũng có những điều chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Cảm ơn anh đã làm nên những tác phẩm kinh điển. Chuyện của anh sẽ đi cùng mọi người. Mong anh an nghỉ.